vừa check in xong giờ bắt đầu vô cổng ha. Đang lên máy bay. Dạ, lên máy bay. Đây, thầy Phước Sở và thầy Thông Tướng. Đoàn chúng tôi đi khen. Hôm nay là ngày 12. Hôm nay thầy trò chúng con đi khen thầy Thích Phước Thể, trụ trì chùa Liên Trì, dắt Phật tử đi lên tu giả ngoại ở khen. Đang đứng ở chỗ để mà mướn xe, chỗ công ty cho mướn xe ở phi trường Khen. Đây, vừa bạch đây, tới phi trường Khen. Rằng chúng đoàn chúng tôi ra xe để mà đi về khách sạn. Đây, đoàn đi ra để mà lấy xe về khách sạn. Thầy xuất xe tới để cho mở cốt sau. Phật tử lên đồ. Đoàn từ phi trường đi về city. Quan cảnh hai bên rất là hữu tình. Cây xanh tươi mát, khí hậu ôn hòa. Ở đây cây cối xanh mát hữu tình ha. Đường xá cũng đẹp luôn, sạch sẽ. Có một điều. Đây là đoàn của chúng tôi vô khách sạn ký tên để mà nghỉ lại đây mấy đêm. Kính thưa quý vị Phật tử chùa Liên Trì, đoàn hành hương của chúng tôi đến khen và bây giờ bắt đầu vô khách sạn và nghỉ ăn trưa. Khách sạn này khách sạn 5 sao nhưng mà nó gọi ở đây thường thường người ta gọi là resort á, có hồ bơi rồi này kia đủ thứ hết. Rồi bây giờ thì đem mì ra ăn lót dạ trước. Rồi bên đây là thầy trụ trì thiền đường Phật Hoàng nè. Đây là thành phố Khen ở ngay trung tâm thành phố. 4 đồng 1 kg, hai trái là 1 kg. Hôm nay thầy trò đoàn với chúng con đi lên chợ trái cây ở tại Khen. Bán cầu thiệt là ngon luôn, trái thật là to. Rồi đây là chôm chôm, giá cũng không có mắc lắm, rẻ, giá là có 4 đồng một ký bán cầu. Chôm chôm thì 6 đồng rưỡi một ký. Còn đây là cũng là thanh long, 7 đồng một ký. Thầy trò chúng tôi mà thanh long này là đặc biệt là thanh long ruột đỏ nha, là ngon lắm đó. Đó là ở Mê Bình mình có kiếm. Còn đây cũng là hồng giòn, cũng là ở trên này thì cái mà nhiệt độ nó giống như Việt Nam á, thành ra nhiệt đới trái cây rồi cũng rất là nhiều. Đây là khóm. Tất cả những cái trái cây ở đây đều là trên ở đây người ta trồng. Bên kia thì dừa khô, có trầu cao. Chín không thầy? Chưa, 2-3 hôm đó là chín. Không, mình mua chín mình ăn liền á. Tôi vô shop trái cây bao la luôn.
Phật qua chụp hình nha. Nó hay quá. Mấy người này mua chiều hai á, đi ra ngoài city ở bên đây nè, nó có cái hồ bơi ngay biển. Xong rồi mình ra chợ rồi mình tắm xong rồi mình lên ăn đồ luôn. Cái hồ bơi đẹp lắm mà tắm dưới biển thì không được, tắm trên hồ bơi thì được. Ok. Đi ha. Là phái đoàn của chúng tôi là ngày thứ hai, bây giờ ăn sáng xong rồi đi xuống tàu, đi ra đảo lặn coi san hô. Tất cả mọi người trong phái đoàn đều vui vẻ hết, rất là vui. Rồi đây là thầy trụ trì trưởng đoàn Huệ Đức, Diệu Bạch, thầy thủ tướng ngồi phía sau, Linh, Quỷ Viên, một nhóm đó ở trên tàu. Alrighty, so looking at the life jacket, you can see it says back of head has one big hole for your head and then life jacket front. If you turn this one around the other way, it says the exact same thing, so it does not matter what way you put this one on. Now place the jacket over your head with your arms through the tapes on the side and now pull firmly down on the straps. Pass the straps around your back and tie securely in front with a large bow. So at this point we will be called into a muster station, which is the safest point on the vessel. The only person to give the order of abandoned ship is our skipper, and today our skipper is Will. If the abandoned ship order is given, pull down firmly on the neck of the opening with both hands, tuck your elbows in, look below into the water, and jump clear of the vessel and swim away so other people can jump also. Could I please have a round of applause from my demonstrators? They have done a wonderful job. Oh yeah, yeah, you're good. Okay. Đi shop mua đồ ăn, rau cải. Giờ ra đây ngồi ăn cà phê nghỉ mát, nghỉ dừng chân. Buổi sáng ngày thứ ba,
thầy thông tướng ngồi xem bản đồ để mà đi đến những cái điểm mới. Hôm nay là ngày thứ ba, đoàn của chúng con bắt đầu đi Fort Douglas ở Cairns, trên đường chuẩn bị đi. Thầy trụ trì lái xe để hướng dẫn Phật tử đi. Đây là cái chỗ nghỉ. Đây là thầy trụ trì. Ngày hôm nay là đoàn chúng ta được 3 ngày ở Cairns. Hôm nay thì đang ở For My Big, là đang ở biển. Ở đây là gọi là Fort Douglas. Rồi ở chơi lát trưa rồi bắt đầu mới trở về Cairns tiếp. Nghỉ ngơi, sáng mơ đi tiếp. A Di Đà Phật, cảm ơn thầy rất nhiều. Kính chào quý đoàn. Trong đoàn hôm nay ngày thứ tư của đoàn, là cũng là cái ngày cuối của chương trình hôm nay. Thì hôm nay chương trình đi là khoảng nửa ngày á. Sáng thầy trò trong đoàn là sáng, sau đó khoảng 10 giờ sẽ xuất phát đi trước là đi xe lửa.
chúng ta sẽ đi tới Uranda, là một trong những cái danh lam thắng cảnh của Kent, và đây là những cái chỗ mà nổi tiếng nhất. Thì sau đó đó là chúng ta sẽ đi xe để mà coi những cái con thú ở trong rừng, hoặc gọi là hoang dã đó, tới coi cỏ lạ hay là những cái con mà đặc trưng của Úc. Và sau đó là chúng ta sẽ về lại, đó là cái chương trình hôm nay. Thì xin nói cho quý vị biết luôn là đi xe lửa khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng. Thì trong cái chương trình đi là nửa đường đó, chúng ta sẽ xuống đó và tham quan thắng cảnh và chụp hình, và sau đó tới cái chỗ Uranda để mua những cái đồ kỷ niệm. Cá sấu, vì vậy mà có cái bản là đề cao cảnh giác, là lúc nào cũng coi chừng cá sấu, coi chừng cá sấu. Dạ, gì là bạn hết. Dạ sạch sẽ. Sạch sẽ luôn. Dạ cho trầm hết tay. À. Đi chơi 5 ngày 4 đêm đã sắp về đến Melbourne rồi. To fly with Tiger Air. It has been our pleasure to have you on board, and we look forward to seeing you again when you next choose to travel across our network. If you are home, welcome home. Đây, đoàn chúng tôi đây. Chà, người nào nói thấy cũng tươi tươi tươi. Nói chung thì đoàn đi rất là hoan hỷ, vui vẻ. Từ lớn đến nhỏ đều mạnh khỏe hết, không có cái gì bị sức mẻ hết. Nói chung mày đi đoàn được 5 ngày 4 đêm thì chi phí mà xe cộ với di chuyển máy bay với khách sạn là khoảng 539 đồng, 40 khoảng cộng thêm tiền tất cả linh tinh để tính chung thì nó tính ra 570 mấy đồng, đó là cái tiền máy bay với tiền khách sạn. Còn tiền ăn thì khoảng 500 mấy, trong 5 ngày là quá rẻ, người tính ra có mấy chục đồng. Di Đà Phật xin quý vị hoan hỷ bấm nút đăng ký và nút chuông để theo dõi những đoạn phim kế. Xin cảm ơn tất cả quý vị.